chuyện để ta rơi trong giấc mê nồng cay. Để ta yêu em mãi không nỡ tay. Dù để ngày mai có trong gai, anh vẫn để chờ em, để chờ em.
Dancer. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Hồ Lệ Thu xin trân trọng gửi lời chào thương mến đến quý vị khán giả đêm nay. Vừa rồi quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân được mang tên Để Ta Say. Và nhân đây thì Hồ Lệ Thu xin được gửi lời trân trọng cảm ơn đến nghệ sĩ Chu Bảo Quế đã tạo điều kiện cho Hồ Lệ Thu đã có mặt trong chương trình 2 và 3. Và Hồ Lệ Thu sẽ hy vọng là trong những chương trình kế tiếp 4, 5, 6, 7 Hồ Lệ Thu sẽ còn tiếp tục đồng hành với anh trong những chương trình sắp tới. Và để không mất thời gian quý vị, Hồ Lệ Thu xin mời quý vị đến với nhạc phẩm được mang tên Vị Ngọt Đôi Môi. Làm sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Em nhìn anh cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, anh nhìn em một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ vài nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian ngừng đứng yên lại dài, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mê ngây ngất, nắng xoay vị ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này vẫn chỉ một người. Dù phải tiêu trầm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi. Yêu làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Em nhìn anh cứ thứ trong đáy mắt
dại ôi chiếc hôn nồng giữ hơi thở đêm mê ngây ngơ đắm say vị ngọt đôi môi cho dù mai vẫn đổi sao rời trái tim này vẫn chỉ một người rồi phải tiêu trường luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình anh thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.